Hello các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ chơi Z Piece và test trái Ito Ito của Doflamingo nhé. Skill Z. Skill X. Skill C. Skill V. Và khi xài skill V mấy skill khác sẽ thay đổi nhé. Và tăng tốc độ nữa. Skill Z. Skill X. Skill C. Bye mọi người nha, và nhớ like và đăng ký giúp mình nha.